chương 1201, Nguyên Tông Kỳ Cường giả đầu. Ba càng. Vừa nghe đến Hồng Cường Long, người khác còn không có có nhiều hơn phản ứng, nhưng thật ra là thừa ánh mắt hiếp một cái, tâm lý trong nháy mắt sung sướng không thiếu. Xem ra cái này bá vương tông cùng thiên cương môn trong lúc đó, cũng là tồn tại thâm cừu đại oán, thực sự là hồi thừa dịp hỏa đánh cướp A, tô giật ánh mắt chấp động, thật sâu nhìn chầm chầm về phía hồng cường long, mà đối phương này thời gian cũng đằng đằng sát khí xem cùng với chính mình người này đột nhiên nhảy ra tuyệt đối là muốn dồn chính mình vào chỗ chết việc này không giả tạ trưởng lão gật đầu nhưng hai hàng lông mày nhíu sâu đậm sắp đóng đến cùng đi bị hồng cường long bức bách làm cho tạ trưởng lão cảm thấy tâm lý rất là khó chịu tạ trưởng lão còn thừa nhận là tốt rồi hồng cường long nghe vậy cười nói đã là nếu như vậy ta đây liền đem cái này tô giật mang đi cái này tiểu tạp toái giết ta con trai độc nhất thù cũng nên tính một chút rõ ràng ánh mắt của hắn ở ba đại nhất lưu thế lực người thân bên trên qua lại mấy lần muốn nhìn một chút tà trưởng lão đám người phản ứng hư hồng cường long lão phu như chưa nhớ lầm trước đây đề nghị người chỉ là huyết dương tông tất tôn mà thôi cùng thương vân điện cùng ta cửu tinh cốc đều là không quan hệ đột nhiên nhất vị lão giả lên tiếng nói ra mấy câu nói như vậy chính là cửu tinh cốc đường trưởng lão vừa nói chỉ thấy hắn chính là từ xa chỗ nửa khoảng không rơi xuống, đứng ở tạ trưởng lão bên người, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Hồng Cường Long. Bọn họ đây là, tô giật đem tạ trưởng lão cùng đường trưởng lão hai người ngôn ngữ đều nghe vào trong tai, không khỏi tâm lý sinh ra một ít kiểu khác tư vị tới. Mình cùng bọn họ cũng không nhiều giao thiếu tập, căn bản đàm luận không nọc lên tình, không nghĩ tới đối phương lúc này lại đang vì mình nói chuyện, tự dưng gian, tô giật tâm lý có một chút trung động, các ngươi hồng cường long khuôn mặt sắc lập tức khó coi sự thực đúng là như vậy ban đầu đề nghị là do huyết dương tông tất trưởng lão nói ra nếu không phải là tô giật chủ động đáp ứng tạ trưởng lão cùng đường trưởng lão hai người đương thời còn chuẩn bị ngăn cản một hai đây hai vị như vậy sợ rằng có chút không ổn đi cái này lúc tất trưởng lão cũng đúng lúc mở miệng mang theo huyết dương tông mọi người rơi vào la thừa hồng cường long đám người một bên nhìn đối diện một bọn người ảnh nói ra ban đầu thật là ta đề nghị, nhưng chúng ta ba đại nhất lưu thế lực đều là ở đây, hai vị nếu như không nhận nói, ta đây liền không lời có thể nói. Mà như là nếu như vậy, ta đây huyết dương tông có thể cũng muốn nhúng tay một, hai, vừa vặn lão phu có một số việc tình muốn tìm tô giật tiểu huynh để nói chuyện, có thể đến ta huyết dương tông một lần, hắn vừa nói, một bên nhếch miệng lên, nhàn nhạt mà đạo, ánh mắt quét nhìn mà qua. Thương Vân Điện chỉ có năm người mà đến, cửu tinh cốc càng là chỉ có đường vọng nhất người, chung vào một chỗ cũng bất quá sáu vị cường giả mà thôi. Mà huyết dương tông bên này, tắc thì là xuất động tám gã cường giả, thương vân điện cùng cửu tinh cốc cùng một chỗ có ba vị nguyên tông kỳ mà đến, bọn họ huyết dương tông nhất gia chính là xuất động ba gã, cho nên nói, tất trưởng lão hoàn toàn không sợ tạ vô hư cùng đường vọng hai người. Một khi chiến khởi đến, có thiên cương môn xuất thủ, tô giật tiểu tử kia tuyệt đối không chạy thoát được đâu, con lão hồ ly này, còn đang suy nghĩ tính kế ta, tô giật thấy rõ tất cả, cái kia tất tôn theo trước đây mà bắt đầu tính kế chính mình, đến bây giờ còn là muốn hãm hại hắn nhất cái, cái gì có việc thương lượng, người sáng suốt đều biết đó là ngụy trang, nhưng mà tình thế bây giờ lần lượt biến đổi, tạ trưởng lão, đường trưởng lão đám người bị huyết dương tông kiềm chế, thiên cương môn cùng la thừa hai người tuyệt đối sẽ đơn giản chà đạp chính mình, tất tôn ngươi, tạ trưởng lão mở miệng, đang chuẩn bị nói cái gì đó, nhưng bỗng nhiên lại bị tô giật nhất cái cắt đứt tạ trưởng lão đường trưởng lão tô giật dùng đại đao chống đỡ thân thể nhìn hai người nói cảm tạ hai vị cho ta nói tất cả hảo ý ta tô giật ghi nhớ trong lòng chỉ bất quá đây hết thảy đều là ta bá vương tông sự tình hai vị có thể giúp được ta nhất lúc lại không giúp được ta một đời cho nên tất cả chuyện tiếp theo liền giao cho ta tự mình tới giải quyết đi hai vị chỉ để ý ở một bên nhìn là tốt rồi tô giật nhẹ nhàng vừa nói nhưng cả người cũng là dâng lên một bất khuất ý tứ hàm xúc chuyện này tạ trưởng lão đường trưởng lão đều là ngẩn ra vì thiếu niên này khí bá đạo sở kinh tự dưng trong lúc đó la thừa hồng cường long tất tôn đám người đều là theo thiếu niên này thân lên cảm nhận được một loại tuyệt đối dũng mãnh khí độ mọi người nghĩ không hiểu là rõ ràng đã là hiện vào tuyệt cảnh bên trong cũng không biết thiếu niên kia lấy ở đâu loại này khí phách hắc hắc tiểu tử này thật đúng là không biết trời cao đất rộng a à. thương vân điện cùng cửu tinh cốc cường giả đứng ra cư nhiên bị hắn trừ tuyệt đây không phải là tại tiền chết sao hắn còn có thể có cái gì ứng đối chi pháp ngoại trừ chịu chết đã không có còn lại đường một hồi chi về sau xa chỗ quan sát đoàn người tức thì bạo phát ra nhiệt liệt thảo luận cái này tôi giật quá mức không bình thường đúng là uyển chuyển cự tuyệt hai tòa nhất lưu thế lực cường giả hảo ý lúc đầu dựa vào tà trưởng lão đám người che chở Hắn vẫn rất có hy vọng sống tiếp, nhưng loại này cơ hội cũng là trực tiếp bị hắn đẩy xuống, điều này làm cho rất nhiều người đều cảm thấy thiếu niên kia là thật choáng váng. Chính là như vậy, La Thừa, Hồng Cường Long, tất trưởng lão đều là trong lòng không khỏi nở nụ cười lạnh. Tạ trưởng lão cùng Đường trưởng lão hai người cũng là nhất thì nghẹn lời, muốn nói thêm gì nữa, nhưng thấy thiếu niên kia kiên định xoay người sang chỗ khác, phất tay ý bảo Quý Thiên Phục cùng Lâm Chấn Dương hai người không cần lo cho hắn mà bên ngoài lấy đao trụ địa, hướng về không xa chỗ cái kia hố to đi tới. Mọi người hay dùng ánh mắt nhìn hắn, Hồng Cường Long mấy người cũng không có lập tức động thủ, bởi vì hắn nhóm đều rất muốn biết, thiếu niên này đến cùng muốn làm gì, lão cẩu, lại còn ở danh kéo dài hơi tàn, chết đi, làm tô giật trải qua lô ứng hồng bên người thời điểm, trong nháy mắt động tác ngưng lại, trong miệng thì thào nói đạo, hắn đứng thẳng người, mà sau có chút cố sức mà dơ trong tay lên đại đao, tiểu tạp toái ngươi dám nhìn thấy một màn như thế, sau lưng la thừa cũng là tức thì kêu lên sợ hãi. Không cần phải nói, tô giật hành động này là muốn triệt để giết lô ứng hồng, đại quát đồng thời, thân hình hắn nhào tới trước, hướng tô giật thẳng giết đi qua. Lô ứng hồng vốn là ở vào sắp chết nơi, nhưng như bị tô giật bổ thêm một đau, đó là la thừa sở không tiếp thụ nổi sự tình. Cái này thiên hạ còn không có ta tô giật không dám sự tình, giọng điệu như vậy tiến theo tô giật giữa cổ hồng phát sinh, hắn đối với sau lưng động tĩnh không quan tâm, một đau dơ cao khỏi đầu, chợt bỗng nhiên đánh rớt, phốc phốc, huyết quang phiêu khởi, theo cái kia đoạn cổ chỗ dân lên mà ra, một cái đầu lâu nhẹ nhàng cuồng. Trong thoáng chốc, chịu đến tô tiểu soái một kích về sau, thủy chung treo một hơi không muốn chết đi lô ứng hồng, cái này vị nguyên tông kỳ cường giả, rốt cục bị tô giật một đao cho giải quyết hết, tiểu tử này, tà trưởng lão, đường trưởng lão mấy người cũng đều lần nữa sửng sốt. Thiếu niên kia lại làm ra cử động như vậy, cái này rõ ràng chính là đang gây hấn với La Thừa tiểu tạp toái muốn chết, la thừa tiếng trống to truyền ra, thiếu niên kia sở tác sở vi, là ở nặng nề mà quốc hắn ngọc đỉnh tông khuôn mặt, ở ngay trước mặt hắn, chém hạ hắn đồng bạn đầu, làm cho hắn không thể nhìn được nữa, la thừa thân hình trước lướt, một quyền lay động khoảng không dựng lên, thề phải đem tô giật trực tiếp chủy giết, chương 1202, điên cuồng Bốn tràng Muốn giết hắn, trước quá chúng ta cửa ái này. Chỉ ở la thừa động tác trong nháy mắt, quý thiên phục cùng lâm chấn dương hai người cũng động lưỡng đạo kiếm quan sáng chói sáng lên một tả một hữu đồng thời đánh tới la thừa muốn ngăn trở thân hình của hắn bằng các ngươi cũng dám ngăn trở ta la thừa trợn mắt trừng trừng rống to hơn mở lời cả ngươi khí thế như là nước chảy phô triển ra một quyền lay động khoảng không mà ra giết phá thương khung kèm theo nguyên tông cảnh khí tức một quyền này khủng bố giống như kim thiết trực tiếp đúc thành mà thành hung hãn tuyệt thế đối với đây Quý Thiên Phục cùng Lâm Chấn Dương hai người đều là cảm thấy một ít áp lực, nguyên khí trong cơ thể điên cùng vận chuyển, đem hết toàn lực, đều là tuôn ra một đạo thật lớn kiếm mang, cùng kinh khủng kia nắm tay hung hăng đụng vào nhau, rầm rầm, thoáng lúc, hai tiếng nổ mạnh đánh văng ra, phát sinh thật lớn âm thanh, ở giữa hư không sản sinh nổ đùng, cái kia lưỡng đạo kiếm mang chỉ kiên trì trong chốc lát, liền lần lượt nổ nát vụn lái đi, hóa thành bột mịn, chỉ bất quá, la thừa tuôn ra quan quyền cũng tan biến ở vô hình hết thảy lực lượng đều là tán loạn mà mở. Ngô, Quý Thiên Phục cùng Lâm Chấn Dương hai người đồng thời lòng ngực khó chịu, thân hình chợt lui ra, mang trên mặt kinh hải màu sắc, liên tiếp rút lui mười mấy trường, bọn họ mới vừa lần nữa ổn định thân hình. Mà ở đối diện, đầy người chật vật la thừa, cũng là chỉ lui ra ngoài vài chục trượng liền dừng lại thân hình, không hổ là nguyên tông cảnh cường giả, thật sự là quá cường đại rồi, hai vị nguyên hoàng kỳ cao cấp cường giả liên thủ, thế mà còn là rơi vào hạ phong chu vi rất nhiều người đều nhìn thấu la thừa trọng thương sâu đậm thực lực mười không còn một nhưng mặc dù như đây hắn vẫn liên tiếp đem quý thiên phục cùng lâm chấn dương hai người đồng thời đẩy lùi lái đi chiếm cứ thượng phong từ đây là được nhìn ra nguyên tông kỳ cường giả chân chính đáng sợ chi chỗ dù cho đến rồi nỏ hết đà tình trạng cũng vẫn như cũ không phải người bình thường có thể địch nổi nguyên hoàng kỳ cùng nguyên tông kỳ trong lúc đó quả thực chênh lệch quá xa một ít mà đối với mắt thấy lúc trước hết thảy hồng cường long bọn người tới nói, tâm lý tắc thì là càng thêm chấn động lay động, đơn giản là vẻn vẹn yêu hoàn cảnh tô tiểu soái hóa ra thải phượng đi một kích tối hậu, có thể nói là đem lô ứng hồng đưa đến quỷ môn quan. Từ này có thể thấy được, vì kia viễn cổ chí cường sinh linh huyết mạch, tắc thì là càng thêm khủng bố, các ngươi như thế nào chống đỡ được ta? La thừa hai mắt dường như hổ báo giống nhau, nhìn chầm chầm lần nữa tấn công tới được quý thiên phục cùng lâm chấn dương hai người, sâm lãnh nói, hừ, ngươi thử xem liền biết, quý thiên phục lạnh trên một tiếng, không hề sợ hãi, lần nữa nâng kiếm tuôn ra, lâm chấn dương theo sát kỳ thủ, hai người chạy vội trong lúc đó, cả người khí thế cuộn trào mãnh liệt chấn động, dường như thao thao gian hà giống nhau dân trào, vừa mới một cái thăm dò, khiến cho trong lòng bọn họ đã có đấy, cái kia la thừa đích thật là rất mạnh, nhưng dù sao đến rồi nó mạnh hết đà. Căn bản không thể ở trong thời gian ngắn nội thương đến liên thủ hai người cho nên trong nháy mắt, Quý Thiên Phục, Lâm Chấn Dương lần nữa cùng La Thừa xảy ra va chạm. Minh ác quan mang nở rộ, một trận chiến đấu lần nữa kéo ra, La Thừa ý đồ phá tan hai vị nguyên hoàng kỳ cường giả phong tỏa, nhưng Quý Thiên Phục cùng Lâm Chấn Dương gắt gao đưa hắn cắn, không cho La Thừa tới gần tô giật. Mà này lúc, chiến đấu như vậy cũng là làm cho huyết dương tông tất trưởng lão phát sinh một tiếng dễu cực, Tà trưởng lão, đường trưởng lão, tiểu tử kia còn xem không trên hai người ngươi trợ giúp, không biết hai vị tâm lý làm thế nào cảm tưởng à tất trưởng lão khẽ cười một tiếng nhìn tạ vô hư cùng đường vọng hai người nói đạo hai vị trưởng lão chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn không có phát biểu cái nhìn phát bọn họ vẫn tương đối hiểu rõ cái này tất tôn cái này lão gia họa chính là một con triệt đầu triệt đuôi lão hồ ly nói như thế bất quá là muốn cho chính mình hai người sinh cái kia tô giật khí mà thôi cái này tiểu gia họa đến cùng muốn làm gì tạ vô hư trong miệng nỉ non nhìn phía lần nửa trụ đau đi hướng hố to thiếu niên kia, càng ngày càng nhìn không ra. Một bên đường vọng này lúc, cũng rơi vào trầm mặt bên trong, căn bản không hiểu tô giật, thiếu niên kia uyển chuyển cự tuyệt hảo ý của bọn hắn, hai người này thì lại nhúng tay, chỉ sợ sẽ có chút không thích hợp. Nhưng mà Hồng Cường Long lúc này lại là trong lòng một mảnh dừng không ngừng cười lạnh, chỉ cảm thấy tô giật không biết phân biệt, không có thương vân điện cùng cửu tinh cốc che chở, nhìn ngươi tiểu tử làm sao có thể đủ sống được quá nay thiên. Hồng Cường Long vừa nói, trong nháy mắt dậm chân mà ra, nửa bước nguyên tông cảnh uy thế phát ra, trải ra ở giữa hư không. Hắn thân mặc áo bào cổ đảng, trong con người khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, nhìn sang tà trưởng lão cùng đường trưởng lão hai người về sau, liền khởi bước đi, hướng tô giật phương hướng chậm rãi đi tới, tốc độ cũng không nhanh, nhưng mỗi một bước đạp xuống thời điểm, cả người khí cơ đều sẽ phát sinh tăng vọt, tiểu soái cái này thì tô giật chạy tới hố to bên cạnh, trực tiếp nhảy mà xuống nặng nề mà ngã ở hố to dưới đấy, cái này ném một cái, kém chút làm cho tô giật kém chút tắt hơi. Còn bên cạnh, tô tiểu soái thân thể đã khôi phục nguyên bản xám xịt bộ dạng, nhìn qua thập phần bình thường. Lúc này, tô tiểu soái đã đã bất tỉnh, bất tỉnh nhân sự, cái kia lông vũ cùng khóe miệng lên, đều mang nhẹ nhẹ tiên huyết, nhìn thấy mà giật mình, tô giật nhìn ở trong mắt, vô cùng không nở. Thừa dịp không người tới gần hố to, tô giật chớp mắt thì trương khai thần bí không gian, đem tô tiểu soái tặng đi vào đại ca tây vô tình cùng lôi vân hạt hai người đều ở đây điều tức không có phát hiện tô giật tiến đến mà quý hàm nặc cũng còn chưa từng thức tỉnh đem tô tiểu soái giao cho bích huyết linh tham chiếu cố chi về sau tô giật lập tức lại ra thần bí không gian tiểu tử chuẩn bị chịu chết đi hố to phía trên xuất hiện một đạo cẩm bào thân ảnh tay áo phiêu diêu chương hiển cấp trên khí thế người này chính là hồng cường long mặt tràn đầy lạnh lùng nhìn tô giật sát khí phi nhanh muốn giết ta, có thể không có dễ dàng như vậy. Tô giật khóe miệng nổi lên cười nhạt, nhẹ nhàng nói đạo. Mà sau hắn cũng không nhìn tới cái kia rơi hạ hố to hồng cường lông, thay vào đó là nhìn một chút hố to hai bên núi đá, làm phát hiện khắp nơi ống ánh tính chất chi về sau. Tô giật khóe môi không khỏi chậm rãi câu dẫn. Cùng này đồng thời, trong mắt của hắn trông hiện ra một mảnh điên cùng màu sắc đến, đồng thời còn có nồng nặc khoái ý cảm giác. Ngọc Đỉnh Tông, Thiên Cương Môn, còn có Huyết Dương Tông, ta một cái cũng sẽ không buông quá. Tô giật bên mép thì thào, dùng thanh âm trầm thấp nói ra, như vậy nay thiên, liền từ Ngọc Đỉnh Tông cùng Thiên Cương Môn bắt đầu, hết thảy đánh ta bá vương tông chủ ý người, đều nhất nhất xuống địa ngục đi thôi. Tự nói thời gian, tô giật đưa ra một bàn tay, nhẹ nhàng dính vào hai bên cái kia trong suốt núi đá chi tiến lên, theo động tác như vậy rơi xuống, chính hướng hạ mà đến Hồng Cường Long bản năng cảm giác có chút không ổn, theo thiếu niên kia thân lên, hắn tự hồ cảm nhận được một khí tức vô cùng nguy hiểm, nhưng loại khí tức này lại thập phần phiêu miểu, không chỗ nào định chỗ. Hồng Cường Long nhíu mày một cái, nghĩ thầm cái này có phải hay không là chính mình sinh ra ảo giác, nhìn ngươi thằng nhãi con còn có thể chơi ra hoa dạng gì nhi tới. Hồng Cường Long một tiếng trầm quát, trên người có tuyệt đối lĩnh vực lực khuếch tán ra, cần phải đem tô giật bao quát ở bên trong, cũng trong lúc đó, hắn thân trên cũng tạo nên chói mắt ánh sáng màu vàng. Hóa ra một đầu khổng lồ kim sắc mang hổ, Khung hãn hướng tô giật sông hạ. Chương 1203, để tước lại hiện. Tô giật đứng ở hố to dưới đấy, mắt nhìn to lớn mang hổ sông ngang mà đến, cả khuôn mặt khuôn mặt trên đều viết đầy điên cuồng màu sắc, chỉ ở hồng cường long trong lòng lạnh ý thả ra, mắt thấy thiếu niên kia sẽ chết ở chính mình một kích dưới thời điểm, chính là cảm giác được giữa hư không đột nhiên bốc lên ra một tuyệt đối bá đạo ý nhị, cùng thời khắc đó, một cái vòng xoáy ở thiếu niên kia bàn tay chi chỗ thành hình, chính là dán vào vách đá địa phương mà vòng xoáy này gần gần thời gian một cái nháy mắt chính là vô hạn khuếch tán hung mạnh hướng chu vi bành trướng lái đi mền mồng vô cùng năng lượng ở trong đó tràn ngập tịch quyển mang theo thế không thể ngăn chặn uy năng sau một khắc tô giật thân thể cũng bị cái này vòng xoáy năng lượng bao phủ đi vào suy suy cường đại uy năng tóe phát theo vòng xoáy chuyển động hóa ra kinh khủng tê liệt chi lực ngao ngao làm Hồng Cường Long sợ đánh ra mang hổ hư ảnh lớn tới Tô giật Phụ cận, va và chạm vào vòng xoáy thời điểm, chỉ là phát sinh gào một tiếng, lập tức ở Hồng Cường Long rung động ánh mắt bên trong, chính đầu hung hãn mang hổ trực tiếp bị xé thành nát bấy, bị vòng xoáy to lớn khoảng cách thôn vệ, ung ung, tất cả chỉ là mới vừa bắt đầu, to như vậy mỏ sơn tức thì phát ra to lớn vang dội, đại địa đang rung rẩy, thần tốc trạng, nguyên bản mỏ sơn lúc này như chịu liệt nhật bạo chiếu mà trướng trách tay qua theo tạch 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 liên tiếp âm thanh, từng cái rộng rãi nước khe gian khắp nơi, mỏ sơn như thế muốn tứ phân ngũ liệt. Mà ở những thứ này nước khe bên trong, vô tận tinh thuần năng lượng bắt đầu khởi động, nhất sau toàn bộ theo tô giật bàn tay tiến nhập thân thể hắn, xuyên qua từng cái kinh mạch, chảy vào thái hư thần hải, đưa hắn cả người mỗi nhất chỗ địa phương đều cọ rửa nhất lần. Cuối cùng, cái này không ai bằng mênh mông lực, cũng là tiến nhập không biết nơi, biến mất, chuyện gì xảy ra tình. Như vậy một màn, làm cho mỗi bên đại thế lực người tất cả đều có chút há hốc mồm, không biết chuyện gì xảy ra. Bao quát thẳng hướng tô giật hồng cường long cũng như đây, hắn đi về phía trước bước chân dừng lại, cảm thấy ngạc nhiên. Mà thân chỗ trong vòng xoáy tâm tô giật, cũng là hai mắt trợn trừng, thừa nhận vô biên năng lượng quán thể thống khổ, tử tử mà cắn chặt hàm răng. To như vậy mỏ sơn, bá vương tông khai thác cân nhắc nguyệt, nhưng vẫn có đại lượng nguyên thạch chưa bị moi ra. Này lúc, tô giật vận chuyển hỗn nguyên chí tôn công, thần bí không gian bắt đầu điên cuồng mà thôn phệ chính giữa nguyên thạch lực lượng. Cái tòa này mỏ sơn trải qua năm cung ngưng nguyệt, ông chính quyền đám người phỏng chừng, ở giữa còn có thật nhiều phẩm cấp cao nguyên thạch, thậm chí tứ phẩm nguyên thạch đều có rất nhiều, cho nên tô giật kích phát phía dưới, đáng sợ năng lượng giống như hải dương một cái sôi trào mãnh liệt lên, ở giữa hư không ba động lăn lộn, cùng này đồng thời, một tiếng gần như gào thét đại quát tiếng theo tô giật trong miệng phát sinh, lên cho ta tô giật tay kia trưởng kết bắt đầu từng đạo huyền diệu giấu tay bằng vào tuyệt cường ý chí trong cơ thể hỗn nguyên chí tôn công cùng thiên yêu cổ kinh vận chuyển lộ tuyến bị hắn mạnh mẽ cải biến cái kia vô biên mênh mông năng lượng cũng ngạnh sinh sinh bị cải biến một ít quỷ tích vận hành không biết bao nhiêu năng lượng hồng thủy cuồn cuộn ở tô giật kinh mạch bên trong xuyên toa ngưng tụ ở tô giật tay ấn ở giữa vù vù trong khoảnh khắc quanh người hắn quang mang tràn ngập phát sinh xích kim quang mang rực rỡ như mây đem tô giật bao phủ ở trong đó một tiếng vang động núi sông tiếng ngựa hí tự trong đó vang vọng mà ra thẳng trên chín tầng mây tiêu ung ung tiện đà từng đợt tiếng sấm ở thiên khung đỉnh vang lên vô tận tầng mây nhanh chóng hội tụ thiên vũ thoáng thì âm u xuống khắp nơi thiên sấm gió mênh mông cuồn cuộn có quỷ bí lực lưu chuyển mang theo không có gì sánh kịp uy thế xuất hiện giữa thiên địa hiện ra dị tượng cô hà nhất chớp mắt một con giống như phượng hoàng một dạng thần cầm tự đại cái hố ở giữa dương cánh dựng lên, tràn ngập xích hỏa, hai tròng mắt bể nghệ thế gian, khí tức đáng sợ kinh người tột cùng. Cái này thú ảnh cự đại, thân thể trăm trượng, thú ảnh trông rất sống động, màu đỏ con người giống như là ẩn chứa hai mảnh biển lửa, như thế hai đợt nắng gắt bốc lên, giống như nhất tôn cái thế hoàng điểu xuyên việt thái cổ mà đến, có thể nối liền trời đất, tất cả kinh người đến rồi cực hạn. Đây là trên khoảng không hết thảy thấy như vậy một màn tràn cảnh người, mâu quan đều là giải ra. Thương Vân Điện, Cửu Tinh Cốc, Huyết Dương Tông, Thiên Cương Môn, Huyền Âm Môn đám người, còn có đại lượng tán tu, này thì tất cả đều kinh hãi tới cực điểm. Đế Tước Đây là Đế Tước Là cái kia tô giật nắm giữ khủng bố thủ đoạn, có người kêu lên sợ hãi, từng đôi con ngươi đều là kinh hãi không ngớt, bọn họ nhớ lại liên quan tới thiếu niên kia các loại truyền thuyết, tự nhiên cũng biết quá đối phương nắm giữ một ít cường hãng thủ đoạn, trong đó là tối trọng yếu một cái, chính là cái này đế tước thủ đoạn đáng sợ, cổ hữu truyền thuyết, long sinh cửu tử, phượng dục cửu sồ, có người nói phượng dục cửu sồ, chia ra làm đế tước, phượng hoàng, khổng tước, đại bằng, xích phượng, nhạc trạc, thanh loan, nguyên sồ, thiên nga cửu người, mà đế tước. Tức là phượng dục cửu sồ chính giữa lão đại, nhất định là cùng mỏ sơn có quan, hắn đang hấp thu mỏ sơn lực lượng có cường giả nhớ lại trước đây thất tinh kiếm tông tài nguyên khoáng sản việt ở tô giật đi qua một chuyến chi về sau dãy núi kia chính giữa nguyên thạch toàn bộ hóa thành bột phấn tất cả năng lượng tất cả đều xói mòn vạn phần quỷ dị tiểu tử kia la thừa quý thiên phục lâm chấn dương ba người trong lúc đó cũng đã dừng lại tranh đấu thay vào đó là lướt lên nửa khoảng không khiếp sợ nhìn phía dưới còn lại từng cái thế lực người cũng đều kéo dài khoảng cách xa xa nhìn tình hình nơi này bọn họ chứng kiến này khanh động chính giữa thần cầm long cánh đại chấn, chợt mở ra, hai cánh phất một cái, vô biên hỏa diễm đáng đánh mà ra, ở hồng cường long ánh mắt hoảng sợ nhìn kỹ bên trong, trong nháy mắt đi đến rồi trước mặt của hắn, không biết lượng sức, giọng điệu như vậy theo hồng cường long trong miệng nói ra, hắn mang theo vô cùng chấn động lay động, trong nháy mắt ngưng tụ lại tuyệt đối lĩnh vực lực, cách người mình mấy trượng trong phạm vi, tạo thành cường hãng phòng hộ, ở cùng thời khắc đó, duệ kim khí độ mênh mông cuồn cuồn, phân loạn bắn ra bốn phía một thanh màu vàng đao mang đột nhiên thành hình hướng về phía phía trước con kia đế tước hư ảnh bỗng nhiên nhất trảm mà hạ oanh minh ác hỏa diễm cùng đại đao va chạm thiên diêu địa động nhấc lên cùng phách lực lượng hướng chu vi lộn lái đi mỏ trong núi khối đá bị cuốn lên tiện đà bị kéo thành phấn vụn tô giật chung quanh hố to ở không ai bằng lực lượng tác dụng phía dưới lần nữa phát ra đại quy mô bành trướng bốn phía lập tức biến được bằng phẳng đứng lên cô chỉ nghe cái kia đế tước thần cầm há mồm kêu to, một đầu vọt vào khắp nơi thiên năng lượng toái phiến bên trong, lợi trảo hoành khoảng không, vù một cái về phía hồng cường long, xoe. Một tiếng như xé vải một dạng âm thanh truyền ra, ở đế tước lợi trảo phía dưới, hồng cường long ngưng tụ ra không gian lãnh vực lập tức đã bị ngăn, như vải vóc giống nhau biến thành nát bấy, phạm ta bá vương tông người, nên trảm. Giọng điệu như vậy tiếng theo tô giật trong miệng nói ra, hắn thân chỗ vòng xoáy năng lượng trung tâm vị trí, thân thể còn giống như cá voi hút nước đem vô tận năng lượng cướp đoạt lại toàn bộ độ vào đế tước hư ảnh bên trong thân thể hắn đang chịu đựng khắc sâu thống khổ giống như là muốn từng cục tê liệt giống nhau mỗi một tấc máu thịt đều ở đây co rút đau đớn không ngừng chương một nghìn hai trăm linh bốn như vậy vừa lúc nhưng tô giật cắn chặt hàm răng liều mạng tranh đoạt một bộ phận vốn là muốn đi vào thần bí không gian năng lượng cô đế tước hư ảnh lại phát lệ minh thao thiên uy áp vô khổng bất nhập hung uy hiển hách, mang theo thái cổ uy năng, hướng về Hồng Cường Long trấn áp xuống, cút ngay, Hồng Cường Long sắc nghiêm túc tới cực điểm, ngưng trọng nhìn cái kia dũng mãnh vô giết tới đế tước hư ảnh, không dám chút nào khinh thường, từ ngoài thân tuyệt đối lĩnh vực không gian bị xé nứt, hắn chính là trực tiếp thối lui đến giữa không trung, Hồng Cường Long thân lên, sáng chói ánh sáng màu vàng nhảy mở, như một vòng liệt nhật nở rộ một dạng, đâm vào người không mở mắt ra được. Vô lượng kim quan hóa thành một đạo thông thiên quan trụ, ầm ầm tập sát, xông thẳng đế tước hư ảnh đi, cô, đế tước hư ảnh trong con ngươi biển lửa sao động, nhất trảo lộ ra, vô cùng sắc bén, xích quan vô cùng, đón đánh mà tiến lên, quan trụ cùng lời trảo tấn công, phát ra tiếng sắt thép va chạm, đình tài nhức ốc, nhưng ở cuối cùng, kinh khủng quan trụ lại một lần nữa bị kéo thành nát bấy, hóa thành một chút quan vũ ở giữa hư không rơi mà hạ, nhìn thấy đế tước hư ảnh lao thẳng tới mà đến. Hồng Cường Long không chút nghĩ ngợi, chính là thân hình chật lui mà đi muốn kéo dài khoảng cách nhưng mà chỉ thấy cái kia bàn đại thần cầm vỗ cánh xoay tròn một cái cánh hóa thành đại đao vậy quét ra cắt ở tại hồng cường long ngực vị trí phốc muộn hưởng phát sinh tiên huyết phun nhuộm đỏ trường thiên hồng cường long căn bản không phải đối thủ xa chỗ vây xem trong đám người tất cả mọi người nhìn thấu tình huống như vậy ở cái kia đế tước hư ảnh trước mặt liền nửa bước nguyên tông cảnh hồng cường long đều không pháp ngang hàng điều này khiến người ta khó mà tin được thực sự không biết tô giật là như thế nào làm được mà hồng cường long bản thân cũng phát hiện điểm này cái kia đế tước thần cầm lực lượng làm cho hắn hoảng sợ không giống bình thường lồng ngực của hắn vết thương lành lạnh một mảnh vết máu mơ hồ nếu như sâu hơn một chút nói sợ là sẽ phá vỡ hắn xương ngực thấy rõ như vậy tình thế chi về sau hồng cường long chợt lui mà đi cũng không tiếp tục muốn cùng đế tước chính diện chống đỡ nếu đã tới Thả có thể để cho ngươi như này ung dung chạy thoát, phía dưới, tô giật trong con người lóe ra khiếp người quan mang, trên người của hắn đau đớn thâm nhập linh hồn, khớp hàm đều ở đây rung lên, bắp thịt đều ở đây co rúng, lấy tu vi của hắn thi triển đế tước chi pháp, vốn không thể nào cùng nhất vị nữa bước nguyên tông kỳ chân chính chống lại, nhưng đang hấp thụ vô tận mỏ sơn tinh thuần lực lượng phía dưới. Cũng là làm cho hắn sinh đem đế tước uy lực tăng lên tới một cái trước nay chưa có hoàn cảnh, mà đồng thời cùng thần bí không gian cướp đoạt năng lượng, khiến cho hắn tự thân thừa nhận áp lực, cũng là nhiều lần với quá khứ. Nếu không phải là có kim cương chi thể, lại thêm trên nhục thân cùng linh hồn đều phân biệt bị kim long tinh huyết cùng kim long chi hồn rèn luyện quá, lúc này hắn coi như có 10 cái mạng, đại khái cũng bị cướp đoạt lại vô tận năng lượng cho xé thành mảnh nhỏ, giết. Mắt thấy Hồng Cường Long dự định tạm thời thối lui, tô giật há có thể làm cho hắn thông dông mà đi. Một tiếng nhẹ quát chi về sau, thân hình hắn nhổ khoảng không dựng lên, một lần hành động nhảy lên đế tước lưng, thiếu niên giống như thái cổ tới chiến thần một dạng, khống chế đế tước mà phát động, vô tận lực lượng theo trong cơ thể đổ vào đế tước hư ảnh bên trong, đánh về phía hồng cường long. Cô, thật lớn tiếng kêu to vang vọng hư không, thần cầm dương cánh, nhanh chóng phát sát, khắp nơi thiên xích hồng hỏa quan chuyển động theo, một đầu trực tiếp đụng vào hồng cường long thân tiến lên, âm, kèm theo thanh âm vang lên, cái kia đạo uy nghiêm bá đạo thân ảnh bay ngược. Dường như diệu đức dây giống nhau, một đường có tiên huyết bay lạ tả mà ra nhuộm đỏ trường thiên mà đồng thời tôi giật thân trên tất cả năng lượng cũng tiêu hao hết sạch để tước hư ảnh từ từ tán đi nhưng ở hoàn toàn tiêu thất phía trước cũng là làm cho tôi giật bình ổn mà rơi vào mặt đất chi tiến lên môn chủ nhìn thấy hồng cường long bị đánh bay một đám thiên cương môn nguyên hoàng kỳ cường giả tức thì kinh hãi tất cả đều là thần tốc đuổi theo chỉ chốc lát sau chi về sau rốt cục đem hồng cường long dẫn theo trở về chỉ thấy trung niên nhân kia thân trên một mảnh khét, như thế bị cửu thiên thần hỏa thiêu đốt giống nhau, huyết nhục đều nhanh cũng bị đốt thủng, vết máu đều bị đốt thành hát sắc. Một tấm mặt tái nhật khuôn mặt lên, tơ máu động ở khóe miệng, cả người khí tức quệ oải suy sụp, hầu nhất trống, lần nữa tuôn ra một tiên huyết tới. Đáng tiếc, cư nhiên chỉ là trọng thương, rơi ở phía dưới tô giật nhìn Hồng Cường Long tình huống, thoáng cảm thấy vài phần tiếc hận, hắn sử xuất đế tức thủ đoạn một kích mạnh nhất vẫn là không có một lần hành động đánh chết hồng cường long đây chính là có chút đáng tiếc mà đồng thời tô giật chính mình cũng tổn thương càng thêm tổn thương thân trên mỗi nhất chỗ địa phương đều giống như muốn biến thành toái phiến giống nhau vô cùng thống khổ hảo tiểu tử cư nhiên đem hồng cường long đều đánh lui thương vân điện trong đội hình tạ trưởng lão ánh mắt lòe loẹ nhìn phía dưới tô giật phát ra tiếng thán phục nguyên hư cảnh thiếu niên có thể đem nửa bước nguyên tông kỳ đẩy lùi đây cơ hồ là không thể nào làm được sự tình nhưng này tô giật cũng là làm xong rồi, để lùi thì phải làm thế nào đây, tiểu tử kia chẳng lẽ còn có thể một lần nữa sao? Vô luận là thiên cương môn vẫn là la thừa, đều tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, quyết dương tông tất tôn trưởng lão phát sinh không tiếng động cười nhạt, nhẹ nhàng nói đạo, hắn cũng không xem trọng tô giật, thiếu niên kia nhiều hơn nữa cử động, chẳng qua cũng chỉ là ở vùng vẫy dậy chết mà thôi, mặc kệ lệnh thế nhân khiếp sợ biết bao. Cũng không sửa đổi được hắn kết cục của hôm nay, quả nhiên, hồng cường long thụ thương làm cho đi cùng mà đến thiên cương môn nguyên hoàng kỳ cường giả giận dữ không thôi tiểu tạp toái dám đã thương ta thiên cương môn môn chủ để mạng lại đi nhất vị nguyên hoàng kỳ cửu trọng lão giả đạp khoảng không mà xuống trực bức tô giật đi nguy rồi quý thiên phục cùng lâm chấn dương hai người thấy một màn này tất cả đều là ngưng trọng tức thì xuất thủ ngăn cản nhưng mà thiên cương môn ở giữa lần nữa phân ra hai người đồng thời nghênh hướng bọn họ cùng hai người chiến với nhau tiểu tạp toái, làm chết trên tay ta. La Thừa cũng khẽ nói, kéo thân bị trọng thương đạp hạ hư không, muốn trước ở thiên cương môn cái kia cường giả phía trước, đem tô giật đánh chết, cùng đi sao? Như vậy vừa lúc, đỡ phải ta từng cái tìm lên rồi, tô giật tâm lý lần nữa cười lạnh, một chữ lần nữa thiếp hướng về phía mặt đất, chứng kiến hắn động tác như vậy, La Thừa cùng cái kia thiên cương môn cường giả tất cả đều là thân hình một trận, không dám về phía trước, bọn họ chứng kiến, thiếu niên kia thân trên lần nửa lượng vòng bắt đầu vô cùng năng lượng, hung mảnh ba động ở giữa hư không, chỉ bất quá những thứ này năng lượng đại bộ phận đều là biến mất, chẳng biết đi đâu, lại còn có sức tái chiến. Rất nhiều người đều cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới tô vật trọng thương phía dưới, lại vẫn có thể hấp thu mỏ trong núi năng lượng, cũng không biết đây rốt cuộc là dạng gì thủ đoạn, quỷ dị như vậy. Tất cả mọi người chưa kịp suy nghĩ nhiều, tất cả đều hai mắt trong vắt mà nhìn tô vật tự hồ là cùng đợi đế tước thủ đoạn lại một lần nữa chuyển hiện ở trước mắt, bao quát la thừa cùng cái kia nguyên hoàng kỳ cửu trọng cường giả, cũng đều là chuẩn bị kỹ càng, bọn họ cùng tô giật kéo ra đầy đủ khoảng cách, thầm nghĩ chờ đối phương lực lượng từ từ tiêu hao đi, đến lúc sẽ đi một đòn tất sát, nhưng mà tính toán như vậy tốt, nhưng sự tình cùng nguyện làm trái, tại hạ nhất chớp mắt, tô giật thân lên. Lần nữa vút bắt đầu một kiểu khác ý nhị, chương năm, một khối đại thịt béo ông tôi giật điên cuồng mà cắn nuốt mỏ sơn trung nguyên thạch lực lượng liều mạng cướp đoạt vì mình dùng đồng thời ngự thiên quyết điên cuồng vận chuyển đứng lên trong đầu thiên nguyên yêu hồn hai mắt trợn trừng mà ra linh hồn lực lượng sôi trào đột nhiên tôi giật thân sau xuất hiện một cái bóng mờ vô biên kim quang bạo xạ đâm vào người không mở mắt được hư ảnh này chiều cao mấy trăm trượng chính là một đầu uy vũ khôi vĩ kim long chuyển hiện ở giữa hư không rủ súng thủ nhìn về phía phía dưới la thừa đám người cái kia to lớn con ngươi chuyển động, giống như hai đợt liệt nhật soi sáng, kim long thân trên miếng vẫy u mịt, mỗi một tấc bắp thịt đều dắt mang theo nổ tính lực lượng, tản ra không gì sánh được đáng sợ uy áp, tô giật, la thừa, còn có thiên cương môn cái kia nguyên hoàng kỳ cửu trọng lão giả, ở nơi này kim long trước mặt, thân thể nhìn qua đều tự như con kiến hôi giống nhau nhỏ bé, đột nhiên trong lúc đó, tô giật trong đầu thiên nguyên yêu hồn há mồm thét dài, chuyển động theo, kim long mâu quan thiểm thước cũng theo giữa cổ họng chợt hô lên một hồi tiếng rồng ngâm gao gừ cái này tiếng hô như lôi đình nổ vang ra đến đáng sợ lực lượng bốn chỗ kích tán chấn triệt hoàng vũ làm cho xung quanh khoảng không đều ở đây rung động không ngừng có cuồn cùng, cùng sấm gió hội tụ mênh mông cuồng cuộn chỉ một thoáng một cổ vô hình lực lượng hóa thành khủng bố bão táp hướng tô giật trước người không xa la thừa thiên cương môn cường giả vọc một cái đi cường hãng năng lượng hồng thủy trùng kích trong nháy mắt đem hai người kia đồng thời bao trùm ở bên trong thật là đáng sợ lực lượng cái này uy áp quá cường đại rồi xa chỗ khắp nơi thế lực người cũng cảm thấy kinh khủng sống sức mạnh cái kia kim long mang theo vô cùng uy áp hàng lâm tại hắn nhóm thân lên lệnh mọi người không thể không vận chuyển nguyên khí chống lại la thừa cùng thiên cương môn cái kia nguyên hoàng kỳ cửu trọng cường giả đứng mũi chịu xào đều là thi triển ra toàn lực cách người mình hình thành một mảnh quan tráo đem thân thể của mình vững vàng bảo vệ ở bên trong bọn họ đã từng gặp qua cái kia tô giật thủ đoạn liền hồng cường long cái kia loại nửa bước nguyên tông kỳ đều có thể kích thương làm cho này thì hai người không dám có bất kỳ khinh thường nhưng mà hai người này không tưởng tượng nổi là khắp nơi thiên năng lượng hồng thủy tới người thời khắc cái kia đạo tiếng rồng năm đột nhiên vô hạn phóng lớn trực tiếp vang ở la thừa hai người bên tai rống tiếng rồng năm giống như hồng chung vừa tự như lôi đình quán nhĩ mang theo đáng sợ tê liệt chi lực thoáng thì vọt vào la thừa cùng thiên cương môn cái kia cường giả trong đầu xoẹt vô hình trong lúc đó, phản phất có vật gì vậy bị đập vỡ vụn lái đi, tiện đà chính là chứng kiến, cái kia nguyên hoàng kỳ cửu trọng cường giả thân thể cứng đờ, hai mắt tức thì nổi lên, khuôn mặt trên viết đầy kinh hoảng, ngay sau đó cả người liền một đầu mới ngã xuống, cơ hồ là đồng thời, la thừa thân thể bị trọng thương như thế chịu đến trọng chú oanh kích, hung hăng bắn trúng đầu, nhất hai trọng mắt đều nhanh muốn trừng ra viền mắt, không gì sánh được khiếp người, theo về sau, Hắn ngoại thân lực lượng đột nhiên tán loạn, tuyệt đối lĩnh vực lực trong nháy mắt biến mất la thừa chậm rãi ngược lại xuống thân trên sinh cơ dần dần trôi qua vù vù, tô giật thân về sau cái kia kim long hư ảnh cũng từ từ tiêu tán không có gây nên nhiều thiếu ba động trong cơ thể thiên nguyên yêu hồn cũng chậm rãi yên tĩnh lại hắn thân thể mềm nhũng lại một lần nữa uể oải ở tại mặt đất nhưng mà trong chớp nhoáng này chu vi vây xem trong đám người cũng là yên tĩnh như chết tất cả mọi người giống như là bị nắm được hầu giống nhau khó có thể phát sinh nửa điểm thanh âm. Tạ trưởng lão, đường trưởng lão, tất trưởng lão, hồng cường long, quý thiên phục, lâm chấn dương đám người, tất cả đều là ánh mắt lòe lòe mà nhìn phía dưới vùng núi ở trên thiếu niên kia, thật lâu chi sau mới có nhân gian khó nói ra câu nói đầu tiên, la thừa bọn họ. Chết rồi, kèm theo hầu cổng động thanh âm, có người chấn động lay động nói, đi tới nơi này không có người yếu, bọn họ rất dễ dàng là có thể cảm giác được la thừa cùng cái kia thiên cương môn nguyên hoàng kỳ cửu trọng lão giả này thì sinh cơ đều đã tiêu thất biến thành hai cổ thi thể ngã xuống đất tiến lên một màn này không cần suy nghĩ tuyệt đối là cùng tô vật vừa mới sử dụng ra kim long hư ảnh thủ đoạn có quan trọng điểm ở chỗ vô luận là la thừa vẫn là cái kia vị thiên cương môn cường giả thân trên đều chưa bởi vì mới vừa vậy tràn diện mà chịu đến rõ ràng vết thương thậm chí cái kia thiên cương môn cường giả cả người hoàn hảo liền tiên huyết cũng không tràn ra một tia nhưng chính là như vậy, hai người liền liền này ngược lại xuống, chết oan chết uổng, linh hồn công kích. Đây là linh hồn công kích thủ đoạn, rất nhanh có người phát hiện sự thật này, tô giật thi triển ra linh hồn thủ đoạn, đột nhiên một kích, giết la thừa cùng cái kia nguyên hoàng kỳ lão giả nhất trở tay không kịp, chúng ta đã quên, thiếu niên kia vẫn là một cái cường đại ngự hồn sư, có người bên mép nỉ non, nói ra nói một câu như vậy. Bọn họ lúc này mới nhớ tới tô giật ngự hồn sư thân phận, tự hồ hồi lâu tới nay, rất nhiều người đều quên điểm này, cho đến hôm nay, hắn sử xuất linh hồn công kích chi pháp, cái này thật là làm cho người ta rung động, cái này thế thượng linh hồn công kích thủ đoạn vốn cũng không nhiều, cho dù là số lượng thưa thất ngự hồn sư, cũng không phải tất cả mọi người nắm giữ loại này thủ đoạn. Mà đối với luyện đan sư luyện khí sư, hoặc là thông thường vũ giả mà nói, thi triển linh hồn công kích hiệu quả cũng sẽ không quá tốt, nhưng tô giật lại làm xong rồi, đồng thời còn xuất kỳ bất ý phía dưới, đánh giết trong chớp mắt hai người. Cái này phải là bực nào đẳng cấp khác thủ đoạn, thiếu niên kia linh hồn lực lượng, như thế nào cường hãn Tất cả mọi người đều thán phục hoảng sợ kinh hãi, nhất vị nguyên tông kỳ, nhất vị nguyên hoàng kỳ cửu trọng cường giả, cứ như vậy chết ở tô giật trong tay, thật là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Ngọc Đỉnh Tông, cái này hà hẳn là lật không nổi cái gì bọt sóng tới chứ. Đối với mọi người kinh ngạc, tô giật bản thân cũng là cũng không thèm để ý, chỉ là ở trong lòng thầm nghĩ đối với đánh chết hai người kia chỉ là hắn dự liệu trong sự tình người khác không biết chính hắn cũng là phi thường tin tường, chính mình hôm nay linh hồn lực lượng đã có thể cùng bình thường nguyên hoàng kỳ cao giai cường giả bộ dạng sánh được nói cách khác đơn thuần ở linh hồn lực lượng lên hắn hoàn toàn không kém gì cái kia thiên cương môn nguyên hoàng kỳ cửu trọng cường giả thậm chí còn muốn thắng được lại thêm trên thiên nguyên yêu hồn cùng ngự thiên quyết lực lại có trấn thế long hồn ngâm gia trị mấy phen điệp gia hung hãn không ai bằng trong nháy mắt vọt vào la thừa cùng lão giả kia trong đầu đem hai người linh hồn trực tiếp xé thành mảnh nhỏ ghê gớm ghê gớm a à. thương vân điện tạ trưởng lão cả người đều kinh trụ không ngừng lẩm bẩm thiếu niên này tưởng thật không được a à. ngọc đỉnh tông theo đây coi như là triệt để bị diệt a à. lời nói này vừa ra chu vi mọi người hoặc là không tiếng động gật đầu biểu thị nhận đồng hoặc là trầm mặt không nói lộ ra hoảng sợ tạ trưởng lão nói không giả Ngọc Đỉnh Tông duy nhất hai vị Nguyên Tông Kỳ đều ở đây hôm nay chết bởi này chỗ, cái này thật là làm cho người ta rung động. Lại thêm trên hơn 10 vị Nguyên Hoàng Kỳ trước sớm bị bá Vương Tông giết chết, Ngọc Đỉnh Tông có thể nói là đã danh nghĩa, còn dư lại mấy vị Nguyên Hoàng Kỳ người, thực lực chân chính cũng chỉ là so với một ít tam lưu thế lực muốn nhỏ bé mạnh mẽ trên một chút nhỏ. Tương đối với bá Vương Tông mà nói, bọn họ cũng nửa không nổi lên được bất kỳ sóng gió, tương đổ mọi người đẩy, trống trách vạn người nịnh. Ngọc Đỉnh Tông tiếp tuyệt đối sẽ biến thành vô số người công phạt đối tượng, đây chính là một khối to lớn thịt béo, sẽ để cho rất nhiều đại thế lực trong mà thèm. Chương 1206, Lão Hồ Ly Sự thực lên, Ngọc Đỉnh Tông mấy vị nguyên hoàng kỳ không lâu đã tới phụ cận, bọn họ vừa mới xuất hiện, liền là xa xa gặp được tô giật chém Ngọc Đỉnh Tông nguyên tông kỳ lão tổ lô ứng hồng đầu lâu một mạng, vừa mới, thiếu niên kia lại một lần nữa hung hãn đánh chết la thừa, cái này làm cho ban đầu đến nơi này chỉ chốc lát sau ngọc đỉnh tông mấy người, tất cả đều là trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Thừa dịp mọi người lực chú ý cũng còn đặt ở bá vương tông thân lên, mấy người này ngầm một phen giao lưu chi về sau, mang theo hoảng sợ chi tâm, bắt đầu âm thầm rút đi. Tiểu tử, ngươi thế nào? Mỏ sơn lên, quý thiên phục cùng lâm chấn dương hai người lại một lần nữa rơi vào tô giật bên người, ân cần hỏi, sự tình phát triển cho tới bây giờ trình độ như vậy, cũng để cho được hai vị này cường giả trong lòng chấn động lay động đến rồi tột đỉnh nơi ta không có việc gì tô giật lắc đầu nỗ lực tọa ngồi ở tại mặt đất hơi nhắm con ngươi lại điều tức thương thế trên người của hắn so với ngay từ đầu nặng hơn không thiếu cái kia cường hãng năng lượng quán thể mà vào lại thêm trên hắn người thần bí không gian cướp đoạt phía dưới này thì cả người bắp thịt đều giống như bị xé thành từng khối từng khối vô cùng đau đớn nhắm tâm lý chui tô giật cũng vô cùng vinh hạnh cũng may cái kia la thừa sớm đã trọng thương nếu không thì dụ cho chính mình thi triển trấn thế long hồn ngâm cũng rất khó đem triệt để đánh chết môn chủ chúng ta làm sao bây giờ xa chỗ thiên cương môn nhất vị nguyên hoàng kỳ cường giả diều đỡ hồng cường long lên tiếng hỏi hồng cường long che ngực hai mắt nhìn qua thâm thúy không gì sánh được vẫn chưa trả lời không biết tâm lý suy nghĩ cái gì chỉ bất quá hết thảy thiên cương môn người ánh mắt nhìn về phía tô vật, đều có chứa khắc sâu kiên kỵ thiếu niên kia lần lượt biểu hiện quá kinh người, đầu tiên là trọng thương thiên cương môn môn chủ hồng cường long, lại đánh chết la thừa cùng thiên cương môn nguyên hoàng kỳ cửu trọng, người nào cũng không nói được hắn là còn có hay không xuất thủ lực, cho nên vây xem trong đám người, một lát cũng không có nhúc nhích, thiên cương môn mọi người chỉ là không nhúc nhích nhìn chầm chầm tô giật, nhưng không có ai dám đơn giản tiến lên. tiểu tử này thật tình khó có được a. À. cửu tinh cốc đường trưởng lão cùng thương vân điện mọi người đứng chung một chỗ khuôn mặt trên viết đầy phức tạp màu sắc, lại một lần nữa đối với tô giật nhìn với cặp mắt khác xưa. Trên nét mặt nhiều nhất hay là đối với người thiếu niên kia thưởng thức tình, hắn liếc mắt một cái bên kia huyết dương tông người, cũng là nhìn thấy cái kia tất tôn tất trưởng lão lão khuôn mặt trên sinh ra một luồng cổ quái tiếu ý, mà sau nhẹ nhàng cất bước mà ra, mở miệng nói, Ngọc Đỉnh Tông thật đúng là không chịu nổi một kích a à, thiếu bọn họ nhảy nhót, nhưng thật ra thanh tĩnh không thiếu, vừa nghe đến hắn nói chuyện, trong sân tất cả mọi người đều đánh lên tinh thần, tô giật cũng mở hai mắt ra, cùng quý thiên phục, lâm chấn dương hai người đồng thời nhìn về phía tất tôn, đáy lòng mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, lão hồ ly này vừa mở miệng, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì tốt, tô giật trong lòng thầm nghĩ, biết cái kia tất tôn không phải thứ tốt gì, lúc trước ở triệu linh bí cảnh bên ngoài liền từng tính kế quá chính mình. Cái kia thì chắc là theo vu cửu u trong miệng biết liên quan tới khí linh tiểu thú chuyện tình không nghĩ tới lâu như vậy quá khứ, lão quỷ kia vẫn còn ở nhớ việc này. Ngoài trường này bên ngoài, tô giật không nghĩ tới những lý do khác. Tất trưởng lão, ngươi chẳng lẽ còn muốn mời tô giật tiểu hữu đi huyết dương tông một lần? tà trưởng lão tức thì nhíu lông mày, thân trên hồng bào rung lên, lên tiếng hỏi. Không sai, lão phu chính có ý đó. Theo tà trưởng lão câu hỏi, tất trưởng lão chẳng những không có thu liễm, ngược lại là trực tiếp nói ra. ta huyết dương tông trên hạ đối với tô giật tiểu hữu cũng tràn đầy nghe thấy không ít người đều muốn làm cho lão phu dẫn hắn trở về nói chuyện đã việc nơi này tình không sai biệt lắm đã xong cái kia liền không trì hoãn nữa lập tức liền lên đường đi tất tôn từng bước một đi ra con đường thẳng hướng hướng tô giật phương hướng trong nháy mắt quý thiên phục cùng lâm chấn dương hai người tất cả đều cả người phát gấp cái kia tất tôn khí thế trên người tự dưng gian áp bách tới để cho hai người cảm thấy hô hấp đều có vẻ hơi gian nan lão hồ ly này tô giật khuôn mặt biến sắc được càng phát khó xem một màn này là hắn sớm nhất thời điểm không ngờ tới, hắn ngay từ đầu hoàn toàn không nghĩ tới, cùng Ngọc Đỉnh Tông giữa tranh đấu, thế mà lại đồng thời đem ba đại nhất lưu thế lực hấp dẫn qua đây, đồng thời cái này huyết dương tông còn đang có ý đồ xấu với chính mình, tất trưởng lão. Ngươi huyết dương tông tông chủ đối với một cái thiếu niên nho nhỏ có thể có bực nào hứng thú. Thật muốn có việc cần, vì sao không thân tự mà đến, hoặc chờ tô giật thương thế chuyển biến tốt đẹp chi về sau, lại đi các ngươi huyết dương tông thăm viếng cũng không có gì không thể chứ. Ở nơi này lúc, thương vân điện tạ vô hư trưởng lão vừa sải bước ra, ngăn ở tất trưởng lão đường tiến tới chi lên, đồng thời mở miệng nói, hắn thân mặc áo bào nhẹ nhàng cổ đảng, nhưng vô hình trung lại có tuyệt đối bá đạo khí thế mơ hồ phô triển ra, cùng tất trưởng lão cả người tràn ra khí tức đụng vào nhau. Hai người quần áo trên người không phong mà phát động, căng thẳng bút thẳng, bay phất phới, tạ vô hư, người muốn ngăn trở ta nhìn thấy tạ vô hư động tác, tất tôn không khỏi đồng tử nhẹ nhàng co rụt lại, nhẹ giọng hỏi, vô luận là vu cửu u nói khí linh tiểu thú, vẫn là phục yêu tông cái kia rương gỗ, hoặc giả người tô giật trên người các loại biến hóa kỳ lạ thủ đoạn, cũng làm cho tất tôn đối với thiếu niên này tràn đầy hứng thú, muốn có được tất cả, nhưng tạ vô hư xuất thủ tương trở, điều này làm cho tất tôn tâm lý cực độ âm trầm, chẳng qua khuôn mặt trên hay là tại bất động tiếng sắc. Chỉ là mang theo một chút không vui, tất tôn, lấy ngươi cái này đem niên kỹ, hướng một cái 17 tuổi thiếu niên xuất thủ, lẽ nào liền sẽ không cảm thấy khuôn mặt nóng sao? Tạ vô hư còn chưa kịp mở miệng, đường vọng đường trưởng lão chính là lãnh hự nhất nói rằng, chỉ bất quá tất tôn cũng là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, đối với này hoàn toàn không làm để ý tới, khuôn mặt thượng thần sắc càng là không có bất kỳ mặt đỏ ý. Đường trưởng lão nói không sai, cái này tô giật chẳng qua một thiếu niên mà thôi, người như lấy lão lấn thiếu nói, chúng ta nhất định là sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tạ trưởng lão nhìn tất tôn, nhẹ nhàng nói đạo, hắn cũng không có đem lời thiêu phá, chưa từng triệt để xé mở tất tôn ngụy giả trang, đây hết thảy đều xuất phát từ thương vân điện cùng huyết dương tông chi giữa quan hệ suy nghĩ, lúc này đối chọi gay gắt, khẳng định không thể đơn giản đem mấy người sau lưng ba đại nhất lưu thế lực liên lụy vào, bằng không sự tình liền làm lớn chuyện, hư. Đương vọng, tạ vô hư, hai người ngươi vẫn là quản tốt chính mình đi, thiếu niên này cùng thương vân điện cùng cửu tinh cốc đều không quan hệ như các ngươi phải ra tay ngăn cản với ta vậy coi như đừng trách lão phu quyết tâm tất tôn hừ lạnh nhất nói rằng nói chuyện đồng thời trong con ngươi tráng ra lãnh điện sắc bén không gì sánh được người xung quanh càng là bốc lên từng đợt hào quang màu đỏ ngòm lại tự như vân hà giống nhau ở giữa hư không ba động hướng tạ vô hư trưởng lão vọt tới tất tôn xem ra ngươi là muốn động thủ cũng tốt lão phu nhiều năm không có hoạt động quá gân cốt hôm nay nhưng thật ra muốn nhìn một cái mấy năm nay ngươi tất tôn đến cùng có bao nhiêu tiến bộ tạ vô hư luôn luôn hiền hòa mặt khuôn mặt chi lên đột nhiên leo lên vài phần bá đạo màu sắc hắn thân thể đứng thẳng được bút thẳng cả người khí cơ như nước chảy bắt đầu khởi động một mảnh vô hình không gian khuếch tán ra muốn đem tất tôn bao phủ ở bên trong chỉ một lát sau công phu tạ trưởng lão phản phất biến hóa nhanh chóng biến thành người khác Chương 1207, Nguyên Tông Cảnh Giao Phong Đối mặt với tất tôn bức bách, tà trưởng lão thay đổi nguyên bản bình hòa tư thế, lộ ra phong mang. Cái này thương vân điện tà trưởng lão rõ ràng là muốn giúp ta hãy đợi a à. Tô giật bên cạnh, quý thiên phục thì thào mở miệng nói, cực kỳ bất khả tư nghị. Lâm chấn dương nghe vậy cũng là gật đầu, xem bên kia tình thế, tà trưởng lão tự hồ là muốn cùng tất tôn động thủ. Thương vân điện, tô giật thì thầm trong miệng, phi thường cảm kích tạ trưởng lão cử động, theo trước đây quan linh bí cảnh bên ngoài vì mình nói chuyện, đến lúc trước không lâu sau đứng ra khuyên bảo la thừa, rồi đến bây giờ cùng tất tôn đối chọi gay gắt, tạ trưởng lão vẫn luôn đang giúp mình, tô giật tâm lý tin tưởng, đây hết thảy đều nguyên nhân vì thực lực của chính mình, thương vân điện là đang hướng về mình lấy lòng, chẳng qua cái này không ngại với tô giật trong lòng phần kia cảm kích, cũng không phải là mọi người thấy được ngươi vô cùng tiềm lực chi về sau. Vẫn sẽ chọn chọn giúp ngươi giống như cái kia huyết dương tông tất tôn tất trưởng lão, tô giật nhãn trầm như nước, đem huyết dương tông cùng tất tôn đều thật sâu ghi tạc đáy lòng. Hắn biết một chút, nếu như mình thật được đưa tới huyết dương tông đi, tuyệt đối sẽ không có kết quả tử tế, chỉ ở ngắn mũi suy nghĩ bên trong, tạ vô hư cùng tất tôn hai người liền đã đang đối mặt tiến lên, cùng này đồng thời, thương vân điện cùng huyết dương tông mỗi bên tự mà đến cường giả, cũng đứng ở hai người thân về sau, tất cả đều là phóng xuất ra cả người khí thế, dặn co với nhau lên, được. Tốt, tất tôn mắt nhìn ngăn trở chính mình tạ vô hư, cả người toát ra khắp nơi đóng băng lạnh lẽo khí độ, nói, tạ vô hư, ngươi đã muốn xen vào việc của người khác, vậy cũng đừng trách lão phu không nể mặt. Một lời đã thôi, thân hình của hắn tức thì xông ngang mà ra, thân trên bốc lên một mảnh không gian chi lực, lại có huyết quan quan huy ở mảnh không gian này ở giữa lăn lộn không ngớt, nhìn qua giống như huyết hải ở bốc hơi giống nhau, không gì sánh được đáng sợ đây cũng là nguyên tông kỳ. Tô giật ánh mắt co rụt lại, không nghĩ tới cái này tất tôn cũng là nguyên tông kỳ cường giả. Chỉ ở trong chốc lát, cái kia huyết sắc không gian chính là trải rộng ra đi, hung hăng đạn hướng tạ vô hư. Mà ở va chạm vào tạ trưởng lão ngoài thân tuyệt đối lĩnh vực thời gian, cũng là đột nhiên một trận. Tất tôn, tiểu tử này lão phu nay thiên hộ tống định rồi. Muốn xuống tay với hắn, trước quá lão phu cửa ải này lại nói, tạ trưởng lão cũng động hỏa khí, trong miệng vừa nói, trực tiếp đạp khoảng không dựng lên, nghênh hướng tất tôn, rầm rầm rầm. Tạ vô hư thân sông lên ra một mảng lớn lôi điện quan mang, giống như một điều điều lông xà khởi vũ, đưa hắn thân thể hoàn toàn bao vây ở bên trong, cả người nguyên khí hội tụ phía dưới, cái này từng đầu lông xà ngưng tụ, cuối cùng hóa ra một đạo to lớn phích lịch thiểm điện, hướng tất tôn vọc một cái đi, hai vị nguyên tông kỳ cường giả đứng đối diện nhau, trong nháy mắt chiến với nhau, trong sân ánh mắt mọi người tất cả đều đặt tiền cuộc quá khứ bao quát thương vân điện cùng huyết dương tông còn dư lại cường giả cũng đều từng cái chuẩn bị kỹ càng theo thì chuẩn bị xuất thủ nguyên tông kỳ cường giả đối chiến ta còn chưa từng thấy qua tô giật đứng ở phía dưới ánh mắt lòe lòe mà nhìn một màn này trong lòng mơ hồ chấn động lay động hắn còn chưa từng thấy qua nguyên tông kỳ cường giả giữa lẫn nhau giao phong không nghĩ tới hôm nay ở này lại có thể mắt thấy chỉ ở hắn nhìn kỹ phía dưới nhưng thấy to lớn kia phích lịch thiểm điện trong nháy mắt tuôn ra như cuồng long chợt hiện lướt, hung mảnh tập kích ở tại tất tôn ngoài thân tuyệt đối lĩnh vực chi tiến lên, xoẹt một tiếng, một mảnh kia rộng lớn màn máu thoáng thì bị xé rách ra đến, xuất hiện một cái nứt khe, một mạch hướng về tất tôn trước người lan ra kéo dài đi. Mà ở khoảng cách ngoài thân nửa trượng chi chỗ lúc, tất tôn thân hình không khỏi chật lui mà đi, đồng thời hai tay đánh ra từng đạo huyết quan giải lụa, không ngừng mà cuốn về cái kia lôi đình thiểm điện, cuối cùng, to như vậy phích lịch quan mang từ từ hao hết, ở không gian lĩnh vực áp bách hạ bị nghiền thành hư vô vậy hãy để cho lão phu nhìn thực lực của ngươi đến cùng đủ cùng chưa đủ giọng điều như vậy theo tất tôn trong miệng nói ra một vòng huyết nhật tại hắn thân sau xuất hiện chậm rãi chìm nổi tất tôn hai tay bóp ấn huyết nhật tại hắn dẫn dắt hạ mà phát động từ từ bay lên cao hơn đỉnh đầu một mạch nhảy ra trên trăm trượng ở nhảy trống không trong quá trình chỉnh luân huyết nhật hung mảnh bành trướng hóa ra cân nhắc to khoảng mười trượng hư tạ vô hư không trả lời, chỉ là hừ nhẹ một tiếng, bác bộ cản thiền một dạng, lần nữa nhằm phía tất tôn. Cùng này đồng thời, cái kia luôn khủng bố huyết nhật như hóa thành vạn quân như núi lớn, phi thẳng đến đỉnh đầu của hắn áp bách tới, nhưng thấy tạ vô hư hai tay tay áo phiêu diêu, hai chân ở giữa hư không bước cương đạp đấu, liên tiếp vung ra từng đường lôi điện quang mang, thẳng giết cái kia huyết nhật đi, ung ung, theo hai người xuất thủ, hư không thoáng thì run rẩy, không ai bằng năng lượng cuồn cuộn không ngớt, giống như kinh đào hải lãng ở giữa không trung tung hoành tàn sát bừa bãi huyết nhật chi lên mang theo không có gì sánh kịp huyết sát chi khí không ngừng phục ra mà ra làm cho xung quanh khoảng không đều bị dính vào một tầng đỏ đậm màu sắc như thế có thể ăn mòn thế gian tất cả sinh cơ lôi đình oai bạo nổ phát tới mới vừa chí dương oanh sát tất cả cường hãn không chịu nổi hai người va chạm lẫn nhau hủy diệt chi quan tóe phát đâm thủng thương khung đây là nguyên tông kỳ cường giả giữa giao phong tất cả mọi người trút xuống hết thảy chú ý lực, đối với ở đây đại đa số cường giả mà nói, đây là khó gặp chiến đấu, rất nhiều người càng là chẳng bao giờ đã biết, chỉ thấy cái kia luân huyết nhật ở tất tôn khống chế xuống, bừng tỉnh mười vạn đại sơn vỡ áp, qua chi chỗ, không gian đều bị nghiền ra từng tầng một trung động, hung hãn lôi đình đánh vào phía trên, nổ ra từng đường minh ác quan mang, rung không ngừng rung động, mở cho ta. Theo thanh âm như vậy theo tạ vô hư giữa cổ họng bạo nổ phát mà ra, hắn hai mắt đột nhiên trợn trừng ra, ung ung, lôi đình làm khoảng không gào thét, phát sinh đáng sợ tiếng nổ âm, thoáng thì nghịch khoảng không mà lên, chấm dứt mạnh mẽ tư thế, bỗng nhiên đánh trúng đỉnh đầu cái kia luân huyết nhật, oanh, to lớn vang dội tạo nên, vén ra vô biên âm ba, đứng hàng khoảng không mà ra, hướng về bốn phía bay ra đi ra ngoài, cái kia huyết nhật trong nháy mắt nổ tung, đáng sợ huyết sắc năng lượng phân tranh bắn, lôi đình chi lực cũng nổ tung, kia này vướng víu đang vào hóa ra khủng bố bão tác, điên cuồng càng quét. Mau lui lại, khoảng cách được tương đối gần thương vân điện, huyết dương tông mọi người tức thì thân hình chật lui, đối với rất nhiều nguyên hoàng kỳ mà nói, bọn họ còn không chịu nổi trùng kích như thế. Ở tầm mắt của mọi người bên trong, thật lớn cơn bão năng lượng tịch quyển tàn sát bừa bãi, không gian xuất hiện tầng tầng sóng gần rung động, nhìn qua giống như cái kia biển rộng triều lên, không ngừng khuếch tán, hung mảnh quét sạch hết thảy tồn tại. Phốc, không xa chỗ, nhất vị vây xem nguyên hư kỳ tán tu không tránh kịp, bị cái này không gian sóng gợn quét trúng, thân thể trong nháy mắt nổ nát vụn, hóa thành một đoàn huyết vụ, chết quan chết uổng. Quý Thiên Phục cùng Lâm Chấn Dương hai người, sớm đã thấy thời cơ bất ổn, mang theo tô giật trốn cực xa chi chỗ, thực lực thật là đáng sợ, ba người con ngươi sâu chỗ đều viết đầy hoảng sợ, vì nguyên tông cảnh cường hãn mà cảm thấy kinh sợ, vô luận là tạ vô hư vẫn là tất tôn, trong lúc giơ tay nhất chân, đều là có thể phát động không gian lực lượng, điều này làm cho cảm thấy vô cùng chấn động lay động. Ở cái kia chờ không gian lực lượng tác dụng phía dưới, chỉ là một ít dư ba, để nguyên hư kỳ liền sức phản kháng cũng không có. Chương 1208, lại là nhất vị nguyên tông kỳ. Chỉ ở người vây xem hoảng sợ thời khắc, tạ vô hư đạp khoảng không dựng lên, cả người nguyên khí dân trào sôi trào. Một lần hành động vọt vào tất tôn ngoài thân tuyệt đối lĩnh vực ở giữa, tất tôn, xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự đi, bằng vừa mới về điểm này thủ đoạn, trả qua không được lão phu cửa ái này. Tạ vô hư vừa nói, hai tay bị vô tận lôi quang bao vây, một tả một hữu, nhất cái cắm vào giữa hư không, như vội lấy vô hình nào đó tồn tại, chợt bỗng nhiên xé ra, chỉ nghe xoẹt một tiếng, tất tôn tuyệt đối lĩnh vực bị kéo ra chỗ hỏng. Tạ vô hư nhân cơ hội lớn đến gần bên người của hắn, khinh phiêu phiêu một chưởng vỗ ra, không hề cuốn hút, cũng không cường hãng năng lượng ba động nhưng chính là như vậy nhẹ bỗng một chưởng, lại làm cho được tất tôn không dám khinh thị, đồng dạng một tay nâng lên đón đánh, ở vô lượng huyết quang bao trùm phía dưới, hóa ra một cái to lớn dấu tay huyết sắc, nổ lớn đánh vào tạ vô hư bàn tay, quanh mà nhất thanh muộn hưởng, quang mang bạo xạ, hai người đồng thời bạo lui ra, liên tiếp lướt đi trăm trượng, tạ vô hư phương mới ngưng được thân hình, mà đối diện, tất tôn càng là lão đảo lui lại, hai chân ở giữa hư không dẫm ra từng vòng sóng gợn, như thế muốn đem không gian đạp nát một dạng cảnh tượng kinh người làm một bước cuối cùng rơi xuống càng là giống như trọng trống bị chuỷ vang phát sinh đùng một tiếng hạo đại âm thanh ở nơi này một kích phía dưới hai người tựa hồ phân ra một ít cao thấp tạ vô hư ngươi thật muốn ngăn trở ta lẽ nào ngươi thương vân điện muốn cùng ta huyết dương tông khai chiến hay sao tất tôn trong miệng trường quát áo bào cổ đảng không ngớt không ai bằng nguyên khí cuồn cùng, cùng mà phát động tại hắn ngoài thân hội tụ ra một cái giải lụa màu đỏ ngòm, cái này giải lụa dài đến mấy trăm trượng, ở trong hư không trường khúc chiết, quanh có lượng vòng, giống như một con sông lớn vậy nổi lên kinh đào sóng lớn, theo tất tôn lời nói rơi xuống, toàn bộ huyết sắc đại hà sông ngang mà ra, sợ trải qua chi chỗ, gần sóng không gian không ngừng quay dựng lên, à, tạ vô hư cười lạnh một tiếng, dễu cợt nói, rốt cục đem huyết dương tông mang ra đến rồi. Chỉ bất quá ngươi tất tôn, sợ còn không làm được huyết dương tông chủ. Trong lời nói, Tạ trưởng lão hai tay ở trước người vây quanh dựng lên, vô tận lôi điện ánh sáng ở hai cánh tay trong lúc đó lóe lên không ngừng, nhanh chóng nổi lên thành một cái to lớn lôi điện quan đoàn, tiếng sét đánh vang chấn động thiên. Tại đây thân về sau, vô biên sấm gió rít gào gào thét, tràn ngập bát phương, tịch quyển cửu thiên. Thời khắc này tạ vô hư cũng động chân hỏa, hắn chuyên tâm muốn che chở tô giật, vẹn vẹn bởi vì thiếu niên này bất phàm, như này tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất liên minh đại hội trên chim trước nhìn sau không thể đem thu nhập môn hạ đã để tạ ơn không ngại thập phần ảo não hiện tại cái này tất tôn muốn đem mang đi kỳ dụng tâm ai ai cũng biết chỉ bất quá ngại vì nhất lưu thế lực bộ mặt chưa đâm mà thôi không nghĩ tới bây giờ tất tôn lại đem huyết dương tông cho mang ra ngoài cái này rõ ràng là thành tâm muốn bức bách chính mình làm cho tạ vô hư không cách nào nửa nhẫn hắn không muốn lại buông tha cái này một lần cơ hội vô luận như thế nào tôi giật hắn hôm nay hộ tống định rồi, hảo một cái tạ vô hư, đã như đây, vậy cũng đừng trách ta trở mặt. Tất tôn mặt khuôn mặt lãnh lệ, vung hai tay lên, trước người huyết quan giải lụa tốc độ tăng vọt, như thế hóa thành một cái huyết sắc trường long một dạng, cuốn lên khắp nơi thiên phong vân, thẳng hướng tạ vô hư, giết, tạ trưởng lão không hề lời nói nhảm, khóe mắt mang theo lạnh lùng màu sắc, giơ tay lên đem lôi điện quan đoàn đánh ra. Lưỡng đạo hung hãn công kích xẹt qua trường khoảng không, phát sinh ùng ùng âm thanh, thiên địa đều ở đây uy thế như vậy chi hạ run rẩy. Trong thoáng chốc, hai người chính là hung hăng va chạm vào nhau, oanh, theo một tiếng vang thật lớn chấn động thiên dựng lên, cái kia huyết quan giải lụa ở lôi đình quan cầu đè ép phía dưới, từng khúc vỡ nát, nổ ra khắp nơi thiên huyết sắc quan vũ rơi, toàn bộ lôi đình quan cầu cũng ở nơi này thì vỡ nát ra, cũng là hóa ra từng cái lôi quan long xà, đón đầu mà lên, tiếp tục cắn nuốt còn dư lại huyết quan giải lụa, tại đồng nhất thời gian, tạ vô hư lần nữa động nhưng thấy thân hình hắn chấp động trực tiếp xông về phía tất tôn cùng hắn lần nữa cận chiến với nhau hai người tuyệt đối lĩnh vực xảy ra va chạm không ngừng biến ảo hình dạng mỗi một lần đụng đánh đều là bộc phát ra hạo đại âm thanh đây mới thật sự là cường giả tô giật ở xa chỗ ngửa đầu mà trong một lòng phát thông phát thông nhảy không ngừng hắn lần đầu tiên thấy được nguyên tông kỳ giữa lẫn nhau giao thủ đây mới thật sự là cường hãn trước sớm ở ly hỏa huyền dương giới trung cùng la thừa lô ứng với hương thịnh hai người tương chiến rồi đến về sau lấy ngự hồn sát phù oanh kích cảm thụ cũng không phải là đặc biệt cường liệt mà bây giờ tạ vô hư cùng tất tôn giữa hai người mỗi nhất kích cũng có thể gọi là gọi là kinh thiên động địa không gian bốn chỗ nổi lên rung động như mặt nước bị nhảy vào một khối kế khối như cự thạch sóng lớn trận trận hướng chu vi khuếch tán không người nào dám ở phụ cận dừng lại nhất là rất nhiều nguyên hoàng kỳ cùng nguyên hư kỳ càng thêm đều là thối lui đến cực xa chi chỗ cuộc chiến đấu này càng kịch liệt khắp nơi thiên năng lượng gào thét trên chấn động cửu thiên hạ đảng cửu u làm cho tất cả mọi người trút xuống hết thảy lực chú ý tạ vô hư cùng tất tôn giữa thực lực không sai biệt nhiều chỉnh thể mà nói tạ vô hư muốn chiếm một chút thượng phong nhưng nhất thì muốn đánh bại tất tôn cũng không dễ cứ như vậy đánh tiếp cũng không biết cần bao lâu tài năng chân chính phân ra thắng phụ tất cả mọi người là ngẩn đầu mà trong tất cả tâm thần đều bị kiềm chế ở tại chiến trường chi chỗ không có ai chú ý ở, ở nơi này tràn kịch chiến tiến hành đồng thời, có một đạo thương lão thân ảnh ở xa xôi chi chỗ lặng lẽ đi vòng, quanh co mà đi, đi đến rồi tô giật thân sau. Nhất sau nhìn thoáng qua trên bầu trời chiến đấu, cái này thương lão thân ảnh đột nhiên lóe lên, như thuấn di giống nhau, sau một khắc chính là lớn đến tô giật bên người, bá. Một con khô héo như vỏ cây một dạng bàn tay vương, trực tiếp khoát lên tô giật đầu vai chi lên, nhất cái nâng hắn lên, thẳng đến cái này lúc tô giật bên người quý thiên phục cùng lâm chấn dương hai người đều còn chưa phản ứng kịp tô giật trong lòng rùng mình muốn hô to nhưng trong nháy mắt chỉ cảm thấy không gian đều ngừng kết lại hắn chỉ cảm giác trong cơ thể mình dòng máu đều đã động lại không hề chảy xuôi hô hấp và tim đập cũng đình trệ xuống thân thể càng là cương thẳng không thể nhúc nhích mảy may tiểu tử theo lão phu đi một chuyến đi thanh âm như vậy chỉ truyền vào tô giật trong tai cả người hắn như thế bị tử tử mà phong cấm ở tại trong nham thạch một dạng, miệng không thể nói, thân không thể động, tuyệt đối lĩnh vực lực lượng, lại là nhất vị nguyên tông kỳ cường giả. Vào giờ khắc này, tô giật trong lòng là trung động, đột nhiên này xuất hiện người tại hắn thân về sau, ngay cả mặt mũi dung đều không thể nhìn thấy, nhưng tô giật lại khoảng cách đoán được. Đây cũng là nhất vị nguyên tông kỳ cường giả, đối phương tuyệt đối lĩnh vực lực lượng, gắt gao hạn chế tô giật tất cả làm cho hắn liền sinh mệnh đều giống như mất đi. Một cái chớp mắt, tô giật chỉ cảm thấy thân thể của chính mình bay lên trời, như hồng mau giống nhau bay. Cái gì người, thẳng đến cái này lúc, quý thiên phục mới vừa mơ hồ cảm thấy một ít không thích hợp, không khỏi rống lớn một tiếng, quay đầu mà trông. Lâm Chấn Dương cũng trong nháy mắt phản ứng lại, cả người lông tơ nổ tung dựng lên dựng lên, hai vị nguyên hoàng kỳ cao cấp cường giả, cư nhiên bị người lớn đến bên người gần như vậy, nhưng liền mảy may động tĩnh cũng không có phát giác. chương một nghìn hai trăm linh cửu tinh cốc chủ chi mệnh ngủ càng để cho hai người sợ hãi là bọn họ chứng kiến tô vật bị người xách lên giống như một cổ tật phong vậy bắt đi muốn xuất thủ ngăn cản nhưng này thân ảnh cũng là đã mang theo tô vật trong nháy mắt phiêu lui ra đào nguyên đức người ý muốn như thế nào cũng may có người phản ứng so với quý thiên phục cùng lâm chấn dương phải nhanh trên một bước chỉ nghe như vậy một đạo ngôn ngữ truyền ra lập tức lại là một gã lão giả thân ảnh chợt hiện hiện, uyển như một đào thiểm điện bổ ra, đuổi sát theo. Mấy hơi thở công phu chi về sau, chính là chắn lúc trước người kia rút đi lộ tuyến chi tiến lên, cái này phản ứng kịp người, chính là cửu tinh cốc đường vòng đường trưởng lão. Chuyện gì xảy ra, tình huống của bên này, rất nhanh đưa tới chú ý của mọi người. Mọi người phóng nhãn nhìn lại, nhìn thấy tô giật bị nhất vị lão giả dẫn theo bả vai, nắm trong tay, chính muốn rời đi dáng vẻ bất quá vẫn là bị đường trưởng lão kịp thời ngăn trở ngăn lại, đào nguyên đức. Là hắn, thương vân điện, huyết dương tông trong đám người, một số người nhận ra cái kia thân phận của ông lão, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Cửu tinh cốc một chiêu này, thật đúng là ngoài dự đoán mọi người a à. cái này lúc, tạ vô hư cùng tất tôn giữa giao thủ cũng dừng lại, nhìn cái kia xuất hiện người, tất tôn thở hỗn hển mấy hơi thở hồng hộc, sầm lạnh nói, thế nào, cửu tinh cốc hôm nay cũng muốn nhúng tay cái này sự tình sao? Tạ vô hư khuôn mặt sắc có chút khó coi, một cái huyết dương tông còn không có giải quyết, cái này thì cửu tinh cốc lại có người xuất hiện, điều này làm cho hắn cực kỳ phẫn nộ. Trong lúc nói chuyện, hắn thân ảnh lóe lên, chính là trực tiếp xông qua. Tất tôn cắn răng một cái, trong ánh mắt hiện ra hung ác độc địa ý, cũng cùng lên, còn lại thương vân điện cùng huyết dương tông người, cũng cùng nhau mà lên, bao vây tô giật cùng cái kia đào nguyên đức bốn phía. Đào Nguyên Đức, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía một tay nhất lấy tô giật lão giả, đường vọng đường trưởng lão nói ra, cửu tinh cốc tìm hành chi pháp giấu dến được người khác, nhưng không giấu dến được ta, tung tích của người ta sớm liền phát hiện. Còn có đổng trường khanh, cũng chớ núp, ra đi, cái này đào Nguyên Đức hắn tự nhiên nhận thức, bởi vì hắn hai người đều là cùng xuất phát từ cửu tinh cốc, ở rất nhiều người vây khốn phía dưới, chỉ ở đường vọng thanh âm rơi hạ chi về sau, nhưng lại có một giọng nói vang lên. Đường trưởng lão, ta hai người phụng cốc chủ chi mệnh, đến thiếu niên này trở về, bá một tiếng, lại là đạo thân ảnh từ xa chỗ lướt tới, rất mau tới trình diện gian. Đây cũng là một cái lão giả, thất tuần gián dấp, tu phát tất cả đều thương bạch, mới vừa ngôn ngữ đúng là hắn theo như lời ra. đổng Trường Khanh, cái này lão giả nhất xuất hiện, rất nhiều người lại trong nháy mắt nhận ra được, chính là đường vọng nói Đổng Trường Khanh, hư. Cửu tinh cốc thật đúng là tin vu tính kế nguyên lai một mạch trốn ở trong tối, muốn đem người thần không biết quỷ không hay mang đi. Tất tôn lần nữa lạnh lùng mở miệng, lão nhãn trung một mảnh hàng ý phục ra, hắn thật sớm chờ ở đây, chính là vì có thể đem tô giật mang về huyết dương tông, ai nghĩ tạ vô hư đúng là ngăn cản về, điều này cũng làm cho được rồi, không ngờ tới cửu tinh cốc nhân càng là trốn ám chỗ, đi này dơ lên, làm cho hắn không khỏi trong lòng có tàn nhẫn khí độ, đối với tô giật, tất tôn tuyệt đối không cho phép thiếu niên này rơi tại đây người khác trong tay. Nguyên lai cũng là cửu tinh cốc nhân, đang bị người ngăn chặn chi về sau, áp bách ở tô giật trên người lực lượng chậm rãi tiêu tán không thiếu, hắn khó khăn thở lên đại khí, đồng thời tâm lý một mảnh sáng tỏ. Không khó đoán được, cái này lão giả và đường trưởng lão tới mục đích cũng không nhất trí, đường trưởng lão là vì giúp mình, mà tên gọi là đào nguyên đức người, còn có cái kia đổng trường khanh, tắc thì là phụng cửu tinh cốc cốc chủ chi mệnh, muốn đem chính mình mang đi tôi giật có thể nhìn ra đây hết thảy đường trưởng lão cũng không cảm kích nếu không thì cũng sẽ không xuất thủ ngăn cản đào nguyên đức nguyên lai là cửu tinh cốc cốc chủ ý tứ tạ vô hư nghe được mấy người ngôn ngữ chi về sau trong nháy mắt minh bạch cửu tinh cốc cũng dự định chặn ngang một tay bất quá hắn không có nói tiếp chỉ là nhìn về phía đường trưởng lão muốn xem hắn như thế nào là nói đào nguyên đức đem thiếu niên này thả đi đương vọng cũng không nói gì bất kỳ lời nói nhảm chỉ là nhẹ nhàng mở miệng mà đạo, đồng thời trong ánh mắt lòe ra minh ác quang mang, nhìn chầm chầm đạo nguyên đức cùng đổng trường khanh. Đường trưởng lão, đây là cốc chủ mệnh lệnh, ta hai người cũng không thể làm trái. Cái này lúc, cái kia đổng trường khanh lần nữa nói ra, mặt khác mời đường trưởng lão yên tâm, cốc chủ có lời, tuyệt sẽ không làm thương tổn thiếu niên này. Cốc chủ chỉ là muốn cùng thiếu niên này trước mặt nói chuyện, xem hắn có nguyện ý hay không vì cửu tinh cốc hiệu lực mà thôi. Coi như không muốn, chúng ta cũng sẽ không làm mưu tài hại mệnh việc tới. Lời nói này vừa ra, trong sân mọi người cơ hồ là không hẹn mà cùng nhếch mép một cái. Nói như thế từ, kẻ ngu si mới sẽ tin tưởng, hảo một cái đường hoàng lý do, cửu tinh cốc làm việc, vẫn là như vậy không biết xấu hổ. Tất tôn cười nhạt, nếu đã lột xuống chính mình dối trá da mặt, này thì hắn đương nhiên không hề có bất kỳ cố kỵ, trực tiếp chính là chăm chọc nói đạo, tô giật chỉ cảm thấy, chân chính không biết xấu hổ chắc là lão hồ ly này mới là đào nguyên đức thả hắn đi đương vọng cau mày lại một lần nữa lên tiếng nhưng mà nghe nói như thế đào nguyên đức cùng đổng trường khanh hai người đều khuôn mặt sắc hơi làm khó đứng lên bọn họ phụng cốc chủ chi mệnh tới đây đích thật là không muốn bị thương tô giật nhưng cũng không thể có thể đơn giản thả hắn chỉ bất quá đường trưởng lão ở trong cốc địa vị cao hơn hai bọn họ cho nên này thì bọn họ cũng hơi lúng túng một chút tình cảnh như thế sợ là cốc chủ cũng là không ngờ tới thả thiếu niên này trở về chi về sau ta tự nhiên cho cốc chủ một cái hài lòng giao phó, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi khó xử. Mắt nhìn hai người có chút buông lỏng, đường vọng nói lần nữa, đang ở mọi người ở giữa, tô giật tâm lý tràn đầy cổ quái tư vị, không biết như thế nào biểu đạt, làm cửu tinh cốc người, cái này đường vọng đường trưởng lão lại muốn làm trái cốc chủ ý tứ, muốn đào nguyên đức thả chính mình, chuyện này, đào nguyên đức cảm thấy làm khó dễ, cùng đổng trường khanh được rồi một cái ánh mắt, hai vị, chúng ta nhiều người như vậy ở đây, các ngươi căn bản không đi được tạ vô hư lên tiếng hắn nhàn nhạt liếc mắt một cái huyết dương tông trong đội hình tất tôn lạnh lùng nói không chỉ có là ta thương vân điện huyết dương tông người cũng tuyệt đối sẽ không cho các ngươi thuận lợi mang đi thiếu niên này liền dẹp ý niệm này đi đào nguyên đức cùng đổng trường khanh tất cả đều là nhíu chặt mi đứng lên có chút tiếng thoái lưỡng nan bọn họ tìm hành mà đến vốn tưởng rằng thần quỷ không biết cái nào muốn đường trưởng lão cũng là phát hiện bóng dáng của bọn họ đồng thời còn trước tiên xuất thủ ngăn cản. Hiện tại Thương Vân Điện, Huyết Dương Tông đều ở đây nhìn chầm chầm, đường trưởng lão cũng tuyệt không nhả ra, điều này làm cho bọn họ không biết như thế nào cho phải. Nhưng có một sự thật đặt trước mắt, chính như tạ vô hư nói như vậy, bọn họ hôm nay chỉ sợ là không mang được thiếu niên này. Một khi chiến khởi đến, coi như hai người có thể thành công thoát thân mà đi, nhưng tô giật tính mệnh tuyệt đối không thể cam đoan. Được, chúng ta thả hắn, do dự thật lâu chi về sau, Đào Nguyên Đức mới vừa gật đầu, dẫn theo tô giật bả vai, trực tiếp giao cho đường trưởng lão trong tay, đồng thời nói ra, hy vọng đường trưởng lão trở về chi về sau, không để cho chúng ta làm khó dễ. Chương 1210, trở về Tông Môn. Các ngươi tận khả yên tâm, cốc chủ nhưng có bất kỳ trách tội, lão phu một mình gánh chịu chính là, đương vọng tiếp nhận tô giật, lập tức bàn tay dính vào phía sau lưng của hắn, đổ vào một dòng nước ấm, thoáng thì thời gian, tô giật cả người đều cảm giác ung dung không thiếu tiểu tử đưa cái này phục hạ tạ vô hư xuất ra một bình sứ nhỏ theo trung đổ ra một viên đan dược đưa tới tô giật bên mép chần chờ khoảng khắc chi về sau tô giật há mông nuốt xuống tức thì có nhu hòa tinh thuần lực ở trong miệng tan ra theo yết hầu chảy vào tạng phủ chảy vào toàn thân làm dịu mỗi một chỗ bị tổn thương kinh lạc liền sớm đã khô héo thái hư thần hải ở giữa đều nhất lên nhè nhẹ sóng lớn vẽn vẹn không đến thời gian một hơi thở Tô giật chỉ cảm giác mình thân thể giống như là hủy bỏ cầm cố một dạng, một mảnh thư thái, thể lực cũng có chút khôi phục, thật là mạnh dược hiệu. Tôi giật tâm lý khiếp sợ, cái này hiệu quả của đang dược thập phần cường hãn, nhanh như vậy cũng làm người ta chiếm được một điểm khôi phục, có thể thấy được tà trưởng lão lấy ra đang dược tuyệt vật phi phàm, lấy tôi giật kinh nghiệm, tất nhiên là đạt tới hoàng phẩm tầng thứ. đa tạ hai vị trưởng lão, tôi giật lập tức ông quyền hướng tạ vô hư cùng đường vọng hai người làm một lễ thật sâu vạn phần thành khẩn trong lòng tất cả đều là đối với hai người lòng cảm kích hảo hảo điều tức đi chuyện kế tiếp tình giao cho lão phu tạ trưởng lão không nói thêm gì mỉm cười nói đạo đối với tôi giật cảm tạ đường trưởng lão nhưng chỉ là khẽ gật đầu một cái không có nhiều lời tôi giật gật đầu lúc này đây lại chưa cự tuyệt tạ trưởng lão có hảo ý đối phương là thành tâm đến giúp đỡ chính mình tôi giật tuy là không sợ phiền phức nhưng cũng không thể có thể ở cái này mấu chốt đi tới cùng huyết dương tông người cùng chết, kỳ đối chính mình tuyệt không tốt chỗ. Bất quá, hắn vẫn nhìn sâu một cái đào nguyên đức cùng đổng trường khanh hai người, âm thầm đem cửu tinh cốc ba chữ này ghi tạc trong lòng. Mình bị cái kia đào nguyên đức như là gà con nhắc tới nhắc lui, điều này làm cho trong lòng hắn vô cùng khó chịu, nhưng bây giờ cũng không phải phát tác thời điểm. Mặt khác ngày sau có thể coi là trướng, thứ nhất muốn tìm cũng tuyệt đối là huyết dương tông, tất tôn, Thiếu niên này bây giờ đang ở lão phu bên người, nhưng người còn muốn đưa hắn mang đi nói, cái kia liền tái chiến một hồi được rồi. Lão phu nhưng thật ra muốn nhìn một chút, ngươi là có hay không có bản lãnh kia theo ta thương vân điện trong tay đoạt người. Tạ vô hư con ngươi đột nhiên ngưng tụ lại, theo trong sân quét nhìn mà qua, nhất sau rơi vào tất tôn cùng huyết dương tông đoàn người thân lên, ngôn ngữ thâm trầm nói đạo, ánh mắt của hắn như xúc tích điện mang, sắc bén phi thường. Vừa nghe nói như vậy, tất tôn gương mặt tức thì kéo lão trường hắn ngắm nhìn bốn phía chỉ cảm thấy lần này chỉ sợ là không cách nào nữa xuất thủ đoạt người tạ vô hư chuyện hôm nay lão phu nhớ kỹ luôn luôn nhất thiên hội theo ngươi thương vân điện thân trên tìm trở về tất tôn thanh âm hoàn toàn chính là nặng đi ra giống nhau tự dưng khiếp người mang theo sâu đậm không cam cùng oán hận nhãn hạ tình thế đã không ở cạnh mình tôi giật đứng ở thương vân điện mọi người bên người còn có đường vọng ở bên bảo vệ kể từ đó huyết dương tông muốn đem thiếu niên kia cầm xuống tuyệt đối rất khó. Có nửa đào nguyên đức cùng đổng trường khanh cũng cử tinh cốc người, như đường vọng yêu cầu bọn họ xuất thủ, cái kia đối với huyết dương tông khẳng định bất lợi, hư. Ta thương vân điện theo thời điểm giáo, tạ vô hư cánh tay chậm rãi lưng đến thân về sau, nhìn thẳng tất tôn nói đạo, chúng ta đi, nhất sau nhìn chồng chọc liếc mắt tạ vô hư cùng đường vọng, vứt nửa hạ vài câu ngoan thoại chi về sau, tất tôn lạnh trên một tiếng, phất ống tay áo một cái, chính là mang theo huyết dương tông mấy người bay thẳng đi, trong nháy mắt lướt về phía viễn phương, huyết dương tông người đi rồi, bọn họ cứ đi như thế a, à? xa chỗ, còn có không thiếu thế lực người cùng tán tu thấy một màn này, không khỏi cảm thấy rung động, huyết dương tông người cứ như vậy rút lui, hô, Quý Thiên Phục, Lâm Chấn Dương hai người, cũng là thật dài chậm ra một hơi tới, bọn họ cảm thấy áp lực cực lớn, lúc này rốt cục có thể thả lỏng một ít, tiểu tử ở này cảm tạ thương vân điện, còn có đường trưởng lão tương trợ nhìn thấy huyết dương tông mọi người thân ảnh biến mất tôi giật lần nữa hướng về phía tạ vô hư cùng đường vọng hành lễ cảm tạ không cảm tạ nhưng thật ra không sao cả ngươi vững vàng ghi tạc tâm lý lấy sau hảo hảo báo đáp là được tạ vô hư cười nói như vậy tôi giật nghe vậy giật mình không khỏi sợ lỗ mũi một cái chỉ cảm thấy cái này tạ trưởng lão thật đúng là không phải bình thường lời nói này cũng quá rõ ràng một điểm đường trưởng lão chuyện chỗ này ta hai người cần trở về cửu tinh cốc hướng cốc chủ phục mệnh không biết đường trưởng lão là hay không cùng nhau mà quay về đào nguyên đức cùng đổng trường khanh hai người chắp tay hướng về phía đường vọng nói đạo các ngươi đi đầu một bước đi lão phu theo sau sẽ gặp chạy về cửu tinh cốc nếu như cốc chủ thật có trách tội chỉ để ý nói là ta ý tứ là được đến thì ta tự nhiên hướng hắn giao phó đường vọng gật đầu nói như vậy tông chủ trưởng môn cái này lúc xa chỗ chừng mười đạo thân ảnh bay tới, trong tay mỗi người đều là nâng một bóng người, rất nhanh rơi vào tô giật đám người trước mặt, thanh hoàng, tiên tử tỷ tỷ, tô giật vội và tiến ra đón, mười mấy người này chính là huyền kiếm môn cùng lục hợp tông người, bọn họ mang về, tắc thì là bị thương thanh hoàng, dương minh, âm minh, vệ linh hoàng chờ thú hoàng, còn có vô thường tiên tử ngu thu hàng, chủ nhân, tiểu tử. Một đám thú hoàng cùng ngu thu hàng tất cả đều thụ thương nghiêm trọng, lúc này ngay cả lập đều khó làm được, đều là bị phùng khải tông, các minh đám người dìu đỡ, lúc này mới miễn cưỡng đứng thẳng, chẳng qua cũng may, mỗi người cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Tu vi yếu nhất tử tượng hoàng cùng Long tê hoàng hai người, cũng còn có một hơi thở, chúng ta lập tức trở về bá vương tông chữa thương, tô giật theo không gian đại lý lấy ra không thiếu đan dược, làm cho mỗi người đều ăn vào, không sao cả, chúng ta còn chưa chết, vô thường tiên tử hư nhược khoát tay áo, nói như vậy. Tô giật tâm lý cảm giác được trầm trọng, phen này khổ chiến xuống, hắn lo lắng nhất, là sợ mọi người hội thương tổn đến tu luyện căng cơ. Hiện tại tốt nhất biện pháp, chính là dẫn hắn nhóm vào thần bí không gian, mượn nơi đó đặt vị chi chỗ mau sớm khôi phục. Tạ trưởng lão, đường trưởng lão, hai vị như như không chê, không ngại đến tà bá vương tông nấn ná mấy ngày, làm cho tiểu tử hơi tẩn địa chủ chi nghi. Tô giật lần nữa lạc hướng tạ vô hư cùng đường vọng hai người, lên tiếng mà đạo, tiểu tử ngươi tạ vô hư liếc mắt nói cũng tốt lão phu cũng rất muốn người bá vương tông rốt cuộc là tình hình gì một bên đường trưởng lão cũng gật đầu biểu thị nguyện ý đi trước bất quá hai cái này người già đời tâm lý tất cả đều nhìn thấu tô giật đánh là cái gì tính toán nhỏ nhặt đại khái tiểu tử này là sở huyết dương tông người đi mà quay lại lúc này mới muốn cho bọn họ đi vào bá vương tông thật nhiều một tầng bùa hộ mệnh sự tình không nên chậm trễ chúng ta đi thôi tô giật làm trước mà phát động ở quý thiên phục cùng lâm chấn dương nâng phía dưới hướng về bá vương tông phương hướng bay đi thanh hoàng dương minh âm minh vô thường tiên tử đám người đều do hai tông cường giả nâng theo sát bên ngoài sau thực sự là một cái nhớ thù tiểu tử nhìn phía trước đoàn người mà đi một mạch nghiêm mặt đường vọng đột nhiên cười khổ một tiếng lắc đầu